Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, vụ mía năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã có gần 300 hecta mía bị cháy, tăng hơn gấp 5 lần so với vụ mía năm 2022. Tình trạng mía bị cháy như hiện nay có dấu hiệu bất thường, quy mô cháy lớn. Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai đã vào cuộc và chỉ ra nguyên nhân đa phần do người dân đốt vệ sinh ruộng lúa sau thu hoạch không cẩn thận để cháy lan sang ruộng chưa thu hoạch. Theo ghi nhận, hơn 37,3 hecta mía của 28 hộ dân ở xã Iapia, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Khoảng một tuần sau, quả quản lại tiếp tục xảy ra, gây thiệt hại gần 20 hecta mía chưa kịp thu hoạch cũng tại xã Iapia. Cụ thể, tối ngày 6 tháng 2, người dân tại khu vực phát hiện đám cháy lớn ở các dãy mía thôn bay như được tin báo, Ủy ban dân xã đã quy động lực lượng tại chỗ đến hiện trường hỗ trợ người dân dập lửa. Chưa dừng lại, ngày 9 tháng 2, tại xã Hơ Bông, huyện Chư Sê lại tiếp tục xảy ra vụ cháy mía nghiêm trọng. Thống kê sơ bộ đã có khoảng 21 hecta mía của 15 hộ dân ở đây đã bị thiêu rụi.